Cô xin chào các em học sinh khối 10 của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Sinh Sắc. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu một ngành kinh tế cụ thể thuộc nhóm ngành dịch vụ. Đó chính là ngành giao thông vận tải. Và chúng ta sẽ đi tiếp vào bài 36. Là vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải. Bài học của chúng ta hôm nay có hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu về vai trò và đặc điểm của ngành giao thông vận tải. Nội dung thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu vào nội dung đầu tiên là vai trò và đặc điểm của ngành giao thông vận tải. Trước tiên, chúng ta tìm hiểu về vai trò của ngành giao thông vận tải. Thì để biết được ngành giao thông vận tải có những vai trò nào, thì cô mời các em quan sát một số cái hình ảnh. Và từ những cái hình ảnh này, chúng ta sẽ biết được ngành giao thông vận tải có những vai trò gì. Các em quan sát hình ảnh. Đây là hình ảnh của những khúc gỗ và gỗ sẽ được ngành giao thông vận tải chuyên chở đến nhà máy xí nghiệp và từ nhà máy xí nghiệp sẽ sản xuất ra những sản phẩm từ gỗ như là bàn ghế. Thì một lần nữa ngành giao thông vận tải thực hiện cái nhiệm vụ đó chính là chuyên chở các sản phẩm từ nhà máy xí nghiệp đến thị trường tiêu thụ. Thì ngành giao thông vận tải có cái vai trò đầu tiên đó chính là giúp cho quá trình sản xuất được diễn ra một cách liên tục và bình thường. Tiếp theo chúng ta quan sát hình ảnh. Đây chính là giao thông vận tải ở miền núi. Đây là giao thông vận tải phục vụ cho an ninh quốc phòng. Vậy thì khi ngành giao thông vận tải phát triển thì nó sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa ở những cái vùng núi, ở những cái vùng xa xôi. Đồng thời, giao thông vận tải phát triển thì sẽ tăng cường cái củng cố cái sức mạnh quốc phòng cũng như là tăng cường cái sức mạnh quốc phòng khi giao thông vận tải phát triển. Và các em tiếp tục quan sát hình ảnh và chúng ta dễ dàng nhận thấy đó chính là đây là những cái chiếc xe khách, máy bay, tàu hỏa hay là giao thông vận tải biển. Thì chúng ta thấy là ngành giao thông vận tải có một cái vai trò mà phục vụ cái đời sống hàng ngày của chúng ta, đó chính là phục vụ cái nhu cầu đi lại của nhân dân. Và đồng thời ngành giao thông vận tải cũng có một cái vai trò rất là quan trọng, đó chính là nó sẽ thực hiện các cái mối liên hệ kinh tế xã hội giữa các vùng trong nước và giữa các quốc gia trên thế giới với nhau. Và đây được xem là một trong những cái vai trò rất quan trọng của ngành giao thông vận tải. Bởi vậy, ngành giao thông vận tải là một trong những nhân tố rất là quan trọng. Nó sẽ góp phần phân bố sản xuất cũng như là phân bố lại dân cư. Cô ví dụ, chẳng hạn như đối với sự phân bố sản xuất, thì trước đây các cái nhà máy xí nghiệp thường sẽ được xây dựng gần cái nơi cung cấp cái nguồn nguyên liệu hoặc là gần cái nơi tiêu thụ. Còn hiện nay khi giao thông vận tải phát triển thì không hẳn cũng như là không nhất thiết các cái nhà máy xí nghiệp phải xây dựng gần nơi tiêu thụ cũng như là gần nơi có cung cấp nguyên liệu. Còn đối với cái sự phân bố dân cư thì trước đây người dân chúng ta hay có cái tập tục đó chính là cái nơi sinh sống thì phải gần cái nơi làm việc cũng như là nơi học tập. Còn hiện nay giao thông vận tải đã phát triển rồi thì cái nơi sinh sống, cái nơi học tập không nhất thiết là phải gần cái nơi làm việc của chúng ta cũng như là nơi học tập. Bởi vì chúng ta có một cái câu nói, có người nói rằng đó chính là để phát triển kinh tế, văn hóa ở miền núi thì giao thông vận tải phải phát triển trước một bước. Theo các em thì tại sao lại có câu nói này? Và để giải thích cho cái câu nói này thì các em có thể dựa vào cái vai trò mà chúng ta vừa tìm hiểu để chúng ta giải quyết cái câu hỏi này. Sở dĩ mà ở miền núi giao thông vận tải phải phát triển trước một bước, tại vì khi giao thông vận tải ở miền núi phát triển thì sẽ thúc đẩy cái sự giao lưu giữa các cái địa phương là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ở miền núi thì thường có nhiều tài nguyên và đặc biệt khi giao thông vận tải phát triển thì sẽ góp phần khai thác, có điều kiện khai thác các cái nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như là thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp đô thị cũng như là thu hút cái sự phân bố lại dân cư ở đồng bằng lên miền núi. Và đồng thời giao thông vận tải ở miền núi khi phát triển rồi thì sẽ thúc đẩy một số cái loại hình dịch vụ ở miền núi cũng phát triển, chẳng hạn như là văn hóa hoặc là du lịch ở miền núi cũng phát triển theo ngành giao thông vận tải.
Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc điểm của ngành giao thông vận tải. Và cái đặc điểm đầu tiên của ngành giao thông vận tải đó chính là cái sản phẩm. Và khác với ngành nông nghiệp và công nghiệp thì cái sản phẩm của ngành giao thông vận tải đó chính là cái sự chuyên chở người và hàng hóa. Cái đặc điểm tiếp theo của ngành giao thông vận tải đó chính là cái chất lượng. Và chất lượng của ngành giao thông vận tải được đánh giá bằng tốc độ chuyên chở, cái sự tiện nghi cũng như là cái sự an toàn cho người và hàng hóa. Và chúng ta sẽ có một số cái tiêu chí để đánh giá cái sự phát triển của ngành giao thông vận tải. Và ở đây chúng ta sẽ có 3 tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất đó chính là khối lượng vận chuyển. Và khối lượng vận chuyển được tính bằng số hành khách và số tấn hàng hóa mà ngành giao thông vận tải chuyên chở. Cái tiêu chí thứ hai đó chính là khối lượng lưu chuyển được tính bằng người nhân cho km và tấn nhân cho km. Và cái tiêu chí thứ ba đó chính là cự ly vận chuyển trung bình được tính bằng km. Và để hiểu rõ hơn về các cái tiêu chí đánh giá cái sự phát triển của ngành giao thông vận tải thì cô mời các em theo dõi một cái ví dụ. Ở đây có một cái chuyến xe chở hàng hóa với cái trọng tải là 15 tấn đi từ Hà Nội cho đến Huế với cái quãng đường là 750 km. Vì ở đây chúng ta phải xác định các cái tiêu chí đánh giá của ngành giao thông vận tải về khối lượng vận chuyển, khối lượng lưu chuyển và cự ly vận chuyển trung bình. Vì ở đây khối lượng vận chuyển đó chính là cái số tấn hàng hóa mà ngành giao thông vận tải chuyên chở, đó chính là 15 tấn. Rồi tiếp theo đó chính là khối lượng lưu chuyển, đó chính là cái số tấn hàng hóa nhân cho cái quãng đường, thì đó chính là 15 tấn nhân cho 750 km, chúng ta sẽ bằng 11.250 tấn nhân cho km. Cái nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ tìm hiểu về, chúng ta sẽ tìm cự ly vận chuyển trung bình. Thì cự ly vận chuyển trung bình thì sẽ bằng cái khối lượng lưu chuyển, chúng ta chia cho cái khối lượng vận chuyển thì chúng ta sẽ được là 750 km. Và đây là cự ly vận chuyển trung bình của cái ví dụ của chúng ta. Và chúng ta sẽ làm cái bài tập số 4, trang 141. Thì bài tập số 4 là yêu cầu chúng ta là tính cự ly vận chuyển trung bình về hàng hóa của một số loại phương tiện vận tải ở nước ta vào năm 2003. Thì trong bảng số liệu này, người ta cho chúng ta là khối lượng vận chuyển đơn vị là nghìn tấn và khối lượng lưu chuyển đơn vị là triệu tấn nhân km của các loại phương tiện vận tải. Ở đây thì chúng ta sẽ dựa vào cái ví dụ vừa rồi cũng hướng dẫn các em mà chúng ta sẽ làm cái bài tập này. Chẳng hạn như đối với giao thông vận tải, phương tiện vận tải là đường sắt, thì người ta cho chúng ta khối lượng vận chuyển và khối lượng lưu chuyển, thì chúng ta sẽ lấy khối lượng lưu chuyển và chúng ta chia cho khối lượng vận chuyển của giao thông vận tải đường sắt. Và các em lưu ý ở đây, đường sắt thì đơn vị của nó là nghìn tấn, thì chúng ta sẽ đổi từ nghìn tấn sang triệu tấn. Các em lưu ý chúng ta phải đổi vào một bước nữa. Tiếp theo là đối với phương tiện vận tải bằng ô tô, chúng ta cũng tính tương tự là chúng ta sẽ lấy khối lượng lưu chuyển của đường ô tô, chúng ta chia cho khối lượng vận chuyển của đường ô tô. Đối với giao thông vận tải đường sông thì chúng ta sẽ lấy khối lượng lưu chuyển của đường sông, chúng ta chia cho khối lượng vận chuyển của đường sông. Tiếp theo là đường biển thì chúng ta cũng sẽ lấy khối lượng lưu chuyển của đường biển và chúng ta chia cho khối lượng vận chuyển của đường biển. Và tiếp theo là đường hàng không thì chúng ta cũng lấy khối lượng lưu chuyển của đường hàng không chia cho khối lượng vận chuyển của đường hàng không. Còn ở đây là người ta có cho chúng ta một cái thông số nữa, chính là tổng giá trị của các loại hình vận tải về khối lượng vận chuyển và khối lượng lưu chuyển. Và ở đây người ta yêu cầu đề bài chỉ là yêu cầu chúng ta tính cự ly vận chuyển của các loại phương tiện vận tải và không yêu cầu chúng ta tính cái tổng, thì chúng ta không cần phải tính tổng. Và ở đây cô sẽ hướng dẫn các em làm một cái tính cự ly vận chuyển trung bình của một loại phương tiện cụ thể, đó chính là đường sắt. Vậy thì các em vẫn áp dụng công thức đó chính là cự ly vận chuyển trung bình. Chúng ta sẽ lấy khối lượng lưu chuyển của cái phương tiện mà chúng ta cần tính chia cho khối lượng vận chuyển của phương tiện mà chúng ta cần tính, và đơn vị của cự ly vận chuyển trung bình đó chính là km. Vậy thì ở đây cô tính ở đây nó chính là khối lượng vận chuyển, cô sẽ khối lượng vận chuyển của đường sắt cô sẽ đổi từ nghìn tấn sang triệu tấn.
cự ly vận chuyển trung bình của các loại phương tiện còn lại. Và sau khi chúng ta đã áp dụng công thức tính cự ly vận chuyển trung bình của các phương tiện còn lại rồi, thì các em dựa vào cái bảng kết quả mà cô đã cung cấp cho chúng ta so sánh lại cái kết quả mà chúng ta vừa thực hiện đó. Chúng ta đã tìm hiểu xong về vai trò và đặc điểm của ngành giao thông vận tải, và chúng ta sẽ đi tìm hiểu tiếp sang cái nội dung phần thứ hai, đó chính là các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển giao thông vốn của ngành giao thông vận tải. Vậy thì ngành giao thông vận tải chịu ảnh hưởng của hai nhân tố, đó chính là nhân tố tự nhiên và nhân tố kinh tế xã hội. Và chúng ta sẽ tìm hiểu vào cái nhân tố đầu tiên, đó chính là điều kiện tự nhiên. Vậy thì điều kiện tự nhiên sẽ ảnh hưởng rất khác nhau đến sự phát triển cũng như là sự hoạt động của các loại hình vận tải. Đầu tiên, điều kiện tự nhiên sẽ quy định sự có mặt và vai trò của các loại hình vận tải. Các em quan sát hai đường đầu, đây là quốc gia Nhật Bản và đây là quốc gia Lào. Thì quốc gia Nhật Bản là một trong những quốc gia được cấu thành từ 4 quần đảo lớn và hàng nghìn đảo nhỏ. Bởi vậy, cái loại hình vận tải chủ yếu ở Nhật Bản đó chính là giao thông vận tải đường biển. Còn ở đất nước Lào thì Lào là một trong những quốc gia không tiếp giáp với biển, bởi vì giao thông vận tải đường biển ở Lào là không phát triển, và thay vào đó Lào sẽ có một số loại hình vận tải mà phát triển được ở Lào là trên đất liền cũng như là giao thông vận tải đường bộ. Vậy thì theo các em, với những cái điều kiện tự nhiên mà khác nhau như thế, quy định vai trò cũng như là sự có mặt của các loại hình vận tải, thì ở những cái vùng quang mạc hay là những cái vùng băng giá ở miền Bắc thì sẽ có những cái loại hình vận tải đặc trưng nào? Và ở đây là một trong những cái loại hình vận tải mà đặc trưng nhất ở vùng quang mạc mà chúng ta thứ nhất đó chính là lạc đà. Còn ở những cái vùng cực và cận cực thì chúng ta thấy là có một số loại hình vận tải, chẳng hạn như là chó kéo xe. Còn ở một số cái nơi mà không có chó kéo xe được thì chúng ta có thể dùng từng lọc để kéo xe. Còn ở một số cái nơi ở vùng cực mà băng giá đóng dày thì chúng ta có thể sử dụng một số loại phương tiện chuyên dụng, chẳng hạn như là tàu phá băng. Tiếp theo chúng ta cũng quan sát một số cái hình ảnh để xem điều kiện tự nhiên sẽ ảnh hưởng như thế nào đến ngành giao thông vận tải. Ở một số nơi mà địa hình được ngăn cách bởi các sông ngòi thì chúng ta có thể xây dựng những chiếc cầu, hoặc là ở những cái nơi mà ngăn cách với nhau bởi những cái địa hình là đồi núi thì chúng ta có thể xây dựng những cái đường hầm hoặc là một số cái đường xẻ núi. Vậy thì điều kiện tự nhiên là địa hình và sông ngòi cũng sẽ ảnh hưởng đến công tác thiết kế cũng như là khai thác các cái công trình giao thông vận tải. Vậy ở đây chúng ta có cái câu hỏi giữa bài, rồi chúng ta sẽ trả lời cái câu hỏi giữa bài trong sách giáo khoa của chúng ta, đó chính là mạng lưới sông ngòi dày đặc ở nước ta sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của ngành giao thông vận tải. Thì chúng ta có thể liên hệ thực tiễn ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt là chúng ta sống ở những cái nơi mà có sông ngòi kênh rạch dày đặc, thì đối với những cái nơi mà mạng lưới sông ngòi dày đặc như ở Việt Nam chúng ta thì đó là một trong những cái lợi thế cho chúng ta phát triển giao thông vận tải đường sông. Tuy nhiên, đối với mạng lưới sông ngòi dày đặc thì nó không thuận lợi để phát triển cho giao thông vận tải đường ô tô và đường sắt, bởi vì xây dựng chúng ta phải tốn nhiều kinh phí để chúng ta xây dựng cầu phạm. Các em tiếp tục quan sát một số cái hình ảnh. Đây là hình ảnh về tuyết rơi dày đặc thì sẽ làm cản trở sự hoạt động của một số loại phương tiện vận tải. Hoặc là hình ảnh lũ lụt ở miền Trung chúng ta thì cũng ảnh hưởng đến sự hoạt động, sự di chuyển của các loại phương tiện vận tải. Vậy thì điều kiện tự nhiên đó chính là khí hậu và thời tiết sẽ ảnh hưởng đến cái sự hoạt động của các loại hình vận tải. Hoặc là ở một số nơi mà sương mù dày đặc thì cũng làm hạn chế sự di chuyển, sự hoạt động của một số loại hình vận tải, tại vì nó
công nghiệp xây dựng thì sẽ trang bị cho ngành giao thông vận tải dây đường sáng hoặc là cầu tống. Còn đối với các ngành công nghiệp cơ khí hoặc công nghiệp chế tạo thì sẽ trang bị cho ngành giao thông vận tải các phương tiện vận tải. Từ đó sẽ dẫn đến sự phân bố nhà hoạt động của các loại hình vận tải. Các em quan sát hình ảnh thì ở đây chúng ta thấy là ở đâu mà khi kinh tế phát triển thì các loại hình vận tải cũng sẽ phát triển theo, tại vì nó được các ngành kinh tế trang bị các cơ sở vật chất kỹ thuật cũng như là đường xá, cầu cống và các phương tiện xe cộ. Bởi vì các em lưu ý một điều rằng đó chính là sự phát triển và phân bố của các ngành kinh tế sẽ có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển, phân bố cũng như là sự hoạt động của các loại hình vận tải. Và ngoài ra thì sự phân bố dân cư cũng ảnh hưởng sâu sắc đến vận tải hành khách, nhất là vận tải bằng ô tô. Và các em quan sát một số cái phương tiện giao thông vận tải tham gia vào thành phố, chẳng hạn như là có xe vận tải nhỏ. Trong thành phố thì có tham gia của tàu điện ngầm, xe taxi hoặc là xe buýt. Bởi vì đối với các cái nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của ngành giao thông vận tải thì các em nhớ điều rằng cái chính là có hai nhân tố, đó chính là điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế xã hội. Vậy thì nhớ dùm cô cái nhân tố là điều kiện tự nhiên, nó sẽ có cái ý nghĩa nó sẽ quy định sự có mặt và vai trò của các loại hình vận tải. Còn cái nhân tố mà nó quyết định đến sự phát triển và phân bố của ngành giao thông vận tải đó chính là điều kiện kinh tế xã hội. Và để giúp các em hệ thống lại kiến thức mà chúng ta vừa học thì cô có một số câu hỏi bài tập ở dạng trắc nghiệm, thì cô cho chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi trắc nghiệm này để chúng ta tiếp thu tốt bài học của chúng ta. Cái câu hỏi thứ nhất là ý nào sau đây không đúng về vai trò của ngành giao thông vận tải? Ở đây chúng ta có bốn phương án. Phương án thứ nhất là phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Phương án thứ hai là cung ứng vật tư kỹ thuật nguyên liệu cho các ngành kinh tế. Phương án thứ ba là đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, phân bố lại dân cư. Và phương án thứ tư đó chính là sản xuất ra khối lượng của cả hai cái lớn. Và ở đây chúng ta dựa vào cái phần vai trò của ngành giao thông vận tải để chúng ta trả lời cái câu hỏi này. Vậy thì chúng ta thấy rằng là phương án A, phương án B và phương án C đó chính là vai trò của ngành giao thông vận tải. Còn phương án D đó chính là vai trò của ngành công nghiệp và nông nghiệp. Bởi vì cái ý không đúng trong câu hỏi này đó chính là chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án D, là không đúng về vai trò của ngành giao thông vận tải. Chúng ta sẽ đi tiếp vào cái câu hỏi thứ hai, đó chính là sản phẩm của ngành giao thông vận tải nào. Ở đây chúng ta cũng có bốn phương án. Phương án thứ nhất đó chính là đường và xe cộ. Phương án thứ hai đó chính là của cải vật chất phục vụ nhu cầu của con người. Phương án thứ ba là sự chuyên chở người và hàng hóa. Và phương án thứ tư là sự tiện nghi và an toàn cho người và hàng hóa. Vì ở đây để biết được sản phẩm của ngành giao thông vận tải là gì thì chúng ta sẽ dựa vào cái đặc điểm của ngành giao thông vận tải. Vì thế cái sản phẩm của ngành giao thông vận tải đó chính là cái sự chuyên chở người và hàng hóa, là chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án C. Các em dựa vào đặc điểm của ngành giao thông vận tải chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi này. Chúng ta sang câu hỏi thứ ba, đó chính là nhân tố quyết định đến sự phát triển, phân bố cũng như là sự hoạt động của các loại hình vận tải. Phương án thứ nhất đó chính là vị trí địa lý và sân ngồi. Phương án thứ hai là điều kiện tự nhiên. Phương án thứ ba là dân cư. Và phương án thứ tư đó chính là kinh tế và xã hội. Vì ở đây nhân tố có hai nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của ngành giao thông vận tải là điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế xã hội. Vậy thì lúc nãy cô đã nói rồi thì điều kiện tự nhiên thì chỉ quy định sự có mặt và vai trò của các loại hình vận tải, còn cái nhân tố quyết định đến sự phát triển và phân bố của ngành giao thông vận tải đó chính là kinh tế xã hội, thì chúng ta sẽ chọn được đáp án là đáp án D. Và để chuẩn bị tốt cho cái bài học
thì cô có một số cái dặn dò mà các em về hoàn thiện. Thứ nhất đó chính là các em sẽ hoàn thiện cái bài tập số 4 trang 141 là chúng ta sẽ tính tự lên vận chuyển trung bình của các loại phương tiện vận tải. Và ở cái bài học sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu về các ngành giao thông vận tải có mặt trên thế giới hiện nay, và chúng ta sẽ tìm hiểu những cái chủ đề đó chính là địa lý các ngành giao thông vận tải. Ở đây chúng ta có những cái loại hình vận tải và các em sẽ tìm hiểu về hai loại hình vận tải đầu tiên, đó chính là giao thông vận tải đường sắt và giao thông vận tải đường ô tô. Các em về chuẩn bị về ưu điểm, nhược điểm cũng như là sự phân bố của hai loại hình vận tải này. Và các bài học của chúng ta là kết thúc, và cô xin chào các em và chúc các